Có thể nói là cái vấn đề casino thì nó còn rất là nhiều ý tưởng để mà nói tới, đặc biệt là với cái kiến thức của giáo sư trong cái lĩnh vực này. Chắc chắn là chúng ta sẽ còn có cơ hội quay trở lại cái đề tài này nhiều trong tương lai với giáo sư. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một đề tài khác mà giáo sư cũng rất là quan tâm, đó là cái vấn đề chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc với tất cả những cái hệ quả của nó. Lúc trong suốt thời gian qua, lúc thì căng thẳng, lúc thì bớt đi, nhưng mà hiện nay thì có thể nói là đang tới cái giai đoạn cũng gọi là căng thẳng. Giáo sư cho một số cái nhận định của giáo sư về về cái sự kiện này thưa giáo sư. Năm 2015 đó, ông tỷ phú bất động sản New York là ông Donald Trump đó, quyết định ra ứng cử tổng thống, xin lỗi, quyết định ra ứng cử làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, thì không ai nghĩ rằng ông ấy có cơ hội được làm ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Đến khi ông ấy được làm ứng cử viên Cộng Hòa thì cũng không ai nghĩ là ông có thể có cái cơ hội thắng cử làm tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 của Hoa Kỳ, vì lúc đó bà ứng cử viên Đảng Dân Chủ là bà Clinton, là một người gọi là, xin lỗi, là có nhiều kinh nghiệm về ngoại giao, 8 năm trong Nhà Trắng với Tổng thống Clinton, rồi sau 4 năm làm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ hai khóa, thì với 16 năm gọi là sự nghiệp chính trị và ngoại giao, thì tôi nghĩ rằng là ông không ai nghĩ là ông Trump có cái cơ hội nào. Nhưng mà khi ông Trump đưa ra cái gọi là slogan, cái gọi là tiêu đề, cái tiêu chí của tên của cái cuộc tranh cử là làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, đó, Make America Great Again, viết tắt là MAGA đó, thì mọi người giật mình. Thì coi đó là một cái ý tưởng không phải là điên rồ, nhưng mà ý tưởng thiên tài của một người thiên tài, không biết ai nói nhưng mà không biết ai làm, nhưng mà làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, có nghĩa là ngày xưa lâu rồi đất nước Hoa Kỳ chúng ta rất là hùng mạnh, đã từng hùng mạnh, chỉ vì 8 năm dưới thời Đảng Dân Chủ của Tổng thống Obama với một vài ông tổng thống trước, hay ông Clinton thì như vậy, đã làm cho nước Mỹ sụp đổ xuống và để cho Trung Quốc nổi dậy. Chúng ta phải nói rằng là Trung Quốc nổi dậy là trong cái thời gian mười mấy năm của Đảng Dân Chủ, cộng với cái chuyện lấn chiếm Biển Đông. Chúng ta trước đây không bao giờ nói cái chuyện gọi là Trung Quốc có ý nghĩ về lấn chiếm Biển Đông, mà chỉ cái lấn chiếm Biển Đông trong 8 cái năm đường lưỡi bò đó, 9 đoạn đó, hay là 11 đoạn bây giờ đó, là trong 8 năm của Tổng thống Obama, phải nói thẳng như vậy. Vậy thì khi ông Trump ông đưa ra cái gọi là slogan của nó, làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, cái chữ quan trọng nhất là cái chữ trở lại, gợi nhớ cho người Mỹ rằng ngày xưa chúng ta hùng mạnh, chúng ta có một thời huy hoàng, và Đảng Dân Chủ đã làm cho nước Mỹ không xuống, và tôi được ơn của Thượng Đế sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Thì làm cho người giật mình, nhưng mà phải có gì chứ, nói thì dễ mà làm thì có. Vậy làm cái gì? Thì ông ấy chọn ra 3 thứ tôi nghĩ rằng rất là quan trọng. Thứ nhất, ông phải đánh vào Trung Quốc. Đánh vào Trung Quốc là vì Trung Quốc có tham vọng bá quyền, tham vọng bá chủ thế giới chứ không phải châu Á. Cái sự phát triển của Trung Quốc là mối đe dọa cho nước Hoa Kỳ. Trung Quốc nếu trở thành thứ nhất, đã trở thứ hai rồi, Nhật Bản là thứ ba, Trung Quốc thứ hai, và trong một thời gian ngắn nữa, nếu nước Mỹ không làm gì, và Trung Quốc chắc chắn là sẽ thứ nhất thế giới về vấn đề kinh tế và tài chính, về thương mại. Và khi mà thương mại, kinh tế, tài chính anh mạnh thì đương nhiên anh có nhiều tiền để quốc phòng, mà đã quốc phòng anh nhiều thì tự nhiên anh làm bá chủ thiên hạ, không ai dám làm gì. Và cái đó là không thể chấp nhận được với ông Trump và Hoa Kỳ. Chính vì thế chúng ta phải làm sao cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Vậy thì đối tượng thứ nhất là Trung Quốc, đối tượng thứ hai là những người gọi là vào nước Mỹ để mà làm lũng đoạn kinh tế Mỹ hay là làm về an ninh Mỹ, là những anh khủng bố Trung Đông, khủng bố Hồi giáo. Thứ ba là những người mà nhập cư bất hợp pháp. Nước Mỹ là nước của những người mình tạm gọi là nhập cư, chỉ trên toàn thế giới. Biểu tượng đó là biểu tượng của nữ thần tự do. Hãy đưa cho ta tất cả những người gọi là đau khổ, những người gọi là mệt mỏi, đúng không? Nhưng mà đó là ngày xưa, ngày nay được Mỹ vẫn là nước của những người gọi là nhập cư, nhưng mà là nhập cư hợp pháp. Ngày hôm nay nước Mỹ có 15 triệu người nhập cư bất hợp pháp. Hàng năm họ bơi qua, hàng năm họ vào, họ ở lại.
họ lấy chồng, lấy con, lấy vợ, sinh con, cuối cùng họ là trở thành những người gọi là thường dân, lấy đi công việc của Mỹ. Cái đó không chấp nhận được, vì anh vào không hợp pháp đó, mà anh lại ăn tiền của những người đóng thuế của Mỹ, là cái đó không chấp nhận. Đó là vấn đề thứ ba. Điểm thứ ba nữa là bây giờ nước Mỹ không thể là tiếp tục làm cảnh sát cho thế giới được. Anh muốn bảo vệ, tôi bảo vệ, tôi sẽ bảo vệ anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, tất cả các nước, nhưng anh phải trả tiền cho tôi. Tôi không thể làm không công được, thì đó là đòi lại sự công bằng. Đòi lại sự công bằng từ kinh với Trung Quốc, đòi lại sự công bằng với người nhập cư bất hợp pháp, đòi lại sự công bằng với những người Hồi giáo, đòi lại sự công bằng của những cái nước mà gọi là lợi dụng cái sự gọi là dễ dãi hay là nhu cầu của Hoa Kỳ. Cái đó là tất cả cái đó là đều là những cái mà ông Trump đòi lại, chứ không phải là ông Trump chống lại gọi là mình tạm gọi là chống lại thương mại tự do. Khi mà một năm Trung Quốc có cái gọi là surplus, là thặng dư thương mại khoảng hơn 500 tỷ đô với Mỹ, thì đó không phải là công bằng. Tôi mua của anh, xin lỗi, 500 cả ngàn tỷ, anh mua của tôi một chút, thì đó không phải là công bằng trong nền thương mại. Chính vì thế ông Trump khi lên phải đàm phán lại NAFTA, là Hiệp định Thương mại Bắc Mỹ, TPP phải đàm phán lại, chứ không phải là nhiều người hiểu rằng là ông Trump là người chống vấn đề thương mại tự do. Ông ấy đòi quyền lợi là chúng ta phải bàn lại, nhất là với Trung Quốc. Và ông nói thẳng từ năm 2016, ngày 15 khi ông ra ứng cử, ông đã có một cuốn sách là phải đòi lại cái quyền đó bằng cách đánh thẳng vào Trung Quốc trong ba thứ. Thứ nhất là bắt Trung Quốc phải giảm thặng dư thương mại với Mỹ, từ 500 triệu xuống 400 triệu xuống 300 triệu khoảng đó. Thứ hai là đòi lại Biển Đông cho thương mại thế giới, đúng không? Và giữ vững được cái quyền lợi nước Mỹ là bá chủ thiên hạ. Nước Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận Trung Quốc sẽ là bá chủ thiên hạ. Nên chúng ta phải nhớ rằng là cái chuyện mà đánh vào thương mại đó chỉ là công cụ thôi. Nhiều người tưởng rằng là ông Trump, chính sách của ông là đánh Trung Quốc, không phải. Chính sách chiến lược của ông Trump là giữ vững nước Mỹ là bá chủ thiên hạ, không chấp nhận có hai bá chủ, không chấp nhận có hai con cọp trong một chuồng. Vậy thì phải đánh cái gì? Đánh vào thương mại. Chỉ có đánh vào thương mại thì tiếng Anh nó gọi là legitimacy, tức là tính chính thống là có. Cho nên mà đánh mà không có căn bản, người ta bảo là ông thiên vị, hay là ông đánh gọi là xin lỗi, gọi là không công bằng. Đây anh xin lỗi, ông dùng cái danh từ là ông ăn cắp công nghệ Hoa Kỳ, ông ăn cắp tất cả những bản quyền của Hoa Kỳ, ông lấy công việc của người Mỹ, ông gọi là giảm giá đồng tiền, giá trị của đồng tiền của ông, nhân dân tệ của ông, rồi ông bắt các công ty Mỹ phải cung cấp tất cả những cái bí mật kinh doanh, thì đó là không chấp nhận được. Rồi bây giờ ông là tự nhiên ông khoanh vùng, ông bảo là Biển Đông là của ông, là càng không chấp nhận được. Chính vì thế ông Trump dùng tất cả những cái là công cụ để đánh Trung Quốc, để giữ vững vị chúng trí. Ta gọi là vị trí vô đối của Hoa Kỳ. Vẫn là vì từ trước Hoa Kỳ là lãnh đạo của thế giới, và lãnh đạo của thế giới tự do nữa. Còn những cái chuyện của các ông, cái đường lối của các ông là chuyện các ông. Nhưng mà ông không thể là vì đường lối các ông ảnh hưởng đến vị trí vô đối của tôi được. Vậy thì bây giờ thì ông cách đây vài ngày chúng ta thấy là ông Trump cho tàu chiến đi vào vùng 12 hải lý của những cái đảo mà gọi là Trung Quốc làm chủ, cho là họ làm chủ, mà Trung Quốc xin lỗi không dám nói năng gì hết, tại vì không ai công nhận, không có luật pháp nào công nhận là những cái đảo, những cái bãi đó là của ông. Nên cái chuyện tôi đi vào đi ra là chuyện của tôi. Xa đến cái chuyện là tôi vừa rồi tôi mới thấy rằng là Việt Nam đó gọi là tập trận tập quân sự à? tham gia diễn tập hàng hải với Hoa Kỳ ở nước ASEAN. Ngày xưa làm gì có chuyện đó, làm gì là Việt Nam dám gọi là tập trận với Mỹ mà gọi là không có phép của Trung Quốc hay là không có sự đồng ý của Trung Quốc. Bây giờ chúng ta thấy rằng là người phát ngôn của chính phủ đó, bà Hằng đó, cũng rất hình như ngày nào cũng nói là Việt Nam có chủ quyền, Việt Nam có quyền tài phán. Nhưng bây giờ nói rõ ràng, ngày xưa là chỉ nói thế thôi, cho nên ngày nay là phản đối cái chuyện Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 vào cái gọi là vùng biển hay là vùng đặc kinh tế, đặc quyền kinh tế của Việt Nam, rất là rõ ràng. Vì đó chúng ta có gọi là
pháp cơ sở pháp lý. Và có một cái nữa mà tôi nghĩ là chưa bao giờ có xảy ra, đó là Việt Nam không bỏ cái quyền kiện Trung Quốc ra tòa. Thì tôi thấy đó là một cái dấu hiệu tốt là Việt Nam dám, hay là muốn bắt đầu muốn khẳng định cái vị thế của mình, là mình có chủ quyền, mình đất nước, những cái vùng đặc quyền kinh tế mình phải bảo vệ. Và trong khoảng tháng 10 đến tháng 12 đây, sắp tới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ thì cũng nằm trong, tôi có nghĩa là nằm trong cái chiến lược đó, là mình tái khẳng định cái địa vị của mình bằng cách là mình mở rộng cái thị trường, mở rộng cái tầm nhìn, mở rộng cái liên minh của mình. Mình không phải là mình theo Mỹ hoàn toàn, mà mình cũng phải không phải là mình chống Trung Quốc, nhưng mình đòi quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình. Và phải chăng tất cả những cái động thái đó của Việt Nam, như giáo sư vừa mới nói, từ việc mà phản đối Trung Quốc một cách mạnh mẽ hơn, cho tới việc tham gia diễn tập hàng hải, mà nhiều người cho rằng là một cái nền tảng để mà sau này tham gia những cái tập trận chính thức hơn, nó đều là không phải là trùng hợp với cái thời gian của cái việc mà chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nữa, mà là Việt Nam nắm bắt cái cơ hội đó, thưa giáo sư. Chắc chắn là chúng ta biết rằng là, thứ nhất, người Việt Nam mình luôn luôn có cái niềm tự hào đất nước của mình có đứng dưới 1.000 năm đô hộ Bắc thuộc Trung Quốc, mà chúng ta vẫn giữ được cái tiếng nói của mình, vẫn giữ được cái chủ quyền của mình, vẫn giữ được cái tên của mình. Thì đó, chúng ta phải nói là chúng ta có một cái lịch sử hào hùng. Thì chúng ta không thể vì một cái chuyện sau này xảy ra mà chúng ta mất cái đó. Thì lãnh đạo Việt Nam cũng như toàn dân Việt Nam đều mong muốn rằng là chúng ta có thêm bạn bất thù. Nhưng mà chúng ta không thể làm bạn với những người gọi là muốn gọi là làm mình nô dịch, muốn bắt mình trở lại Bắc thuộc một lần nữa. Đó không muốn làm bạn, nhưng mà anh ấy muốn làm cha mình. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam bây giờ, tôi nghĩ là lần đầu tiên tôi nghĩ theo quan điểm của tôi là lãnh đạo Việt Nam bắt đầu có cái lòng can đảm khẳng định cái vị trí chỗ đứng của mình trong chính trường quốc tế, khẳng định cái quyền lợi của mình ở Biển Đông, khẳng định cái nước của mình có tự do, độc lập, dân chủ và có chủ quyền. Và chúng ta không phải là chúng ta sẽ nhượng bộ gọi là một cách gọi là dễ dàng với những cái yêu sách của Trung Quốc hay là của bất cứ nước nào. Cái Biển Đông nó chỉ là một cái thí dụ. Chúng ta chưa nói đến gọi là cái thương mại hàng hải ở Biển Đông, chúng ta chỉ nói Việt Nam thôi. Nếu mà theo công ước quốc tế về hàng hải, chúng ta có 12 cái hải lý là gọi là không phải là đặc quyền, nhưng mà hoàn toàn là cái quyền của mình, tôi không quên, và 200 hải lý là đặc quyền kinh tế, thì chúng ta phải bảo vệ. Và chúng tôi nghĩ rằng là chính phủ đang bảo vệ cái đó, nhưng mà tới đâu hay là làm mạnh tới đâu thì có lẽ là chúng ta cũng phải tìm một cách dò đường, vì chúng ta là một cái nước nhỏ đối với nước như lớn là Trung Quốc. Chúng ta cũng khó lòng mà chúng ta có thể chống được về quân sự, để chúng ta không thể so sánh được, về hàng hải cũng, về quân đội cũng không vậy, về kinh tế cũng vậy. Nên tôi nghĩ là lãnh đạo Việt Nam sẽ tìm một cách nó nhẹ nhàng hơn, hay là ngoại giao hơn, để tìm cách là khẳng định lại chủ quyền, cũng như khẳng định lại chỗ đứng của mình, khẳng định lại cái thế của mình là một nước độc lập, tự do và dân chủ. Giáo sư có nói tới là lần đầu tiên giáo sư thấy là lãnh đạo Việt Nam có cái can đảm để làm những cái chuyện như vậy. Phải chăng là cái tính toán những cái đối sách đó đối với Trung Quốc là luôn luôn có, nhưng mà nay thì là nó có cái cơ hội rất tốt khi Hoa Kỳ tỏ rất là rõ cái cuộc trong cái cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Hoa Kỳ muốn khẳng định cái vị trí số 1 của Hoa Kỳ, cho nên mới có những cái biện pháp mạnh với Trung Quốc. Và đó là cái cơ hội mà chính Việt Nam bây giờ nhìn thấy, và mới là cái lúc mà Việt Nam thể hiện ra cái ý định đó đã có từ lâu, thưa giáo sư. Đúng ạ. Người Việt Nam mình nói như thế này, nó có hai phía. Một phía là chúng ta đã nhìn thấy vấn đề, nhưng mà lực mình làm tới đâu là một chuyện khác. Mà nhân cái chuyện mà chúng ta có một vị tổng thống, theo tôi, can đảm, dám nói lên, dám chống lại gọi là cái chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc, dám đòi lại cái quyền gọi là kinh tế, dám đòi lại cái sự cân bằng và công bằng trong vấn đề thương mại, dám nói lên cái chuyện là nước Mỹ là của người Mỹ chứ không phải của những người nhập cư bất hợp pháp, nước Mỹ không phải là của những người gọi là hội khủng bố Hồi giáo,
Thì tất cả những cái chuyện đó Tổng thống Trump đã làm và đã làm được. Trước khi đó là các tổng thống khác là cũng làm, nhưng mà cách nào đó tránh né cái chuyện đụng chạm. Ông Trump nói rất rõ ràng là nước Mỹ không thể hy sinh cái quyền lợi kinh tế và thương mại vì tất cả những hoạt động ngoại giao. Chính vì thế vấn đề ngoại giao trong gần 2-3 năm nay đứng hàng thứ nhì. Chúng phải nói Tổng thống Trump sẵn sàng đối chất với Thủ tướng Canada, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Nhật, Tổng thống Hàn Quốc, tức là không ngại đụng chạm những đồng minh khối NATO nữa. Khối NATO nữa, vậy cả bà Thủ tướng Đức cũng vậy. Tại vì đó là một, chúng ta gọi là legitimacy, là tính chính thống của cái chiến lược của Tổng thống. Tôi đòi lại quyền lợi của tôi đã bị mất đi, bị các người khác lấy đi, và nhất là Trung Quốc lấy đi, tôi phải đòi lại. Không thể nào chấp nhận một năm Mỹ có thể thiệt hại thâm thủng thương mại khoảng 550 tỷ đô được. Phải đòi lại cái đó. Đòi lại cái đó cho người Mỹ, đòi lại cái đó cho gia đình Mỹ. Tôi nghĩ cái đó là một cái chiến lược rất là đúng. Và tôi không nghĩ rằng là ông Trump sẽ gặp khó khăn trong năm 2020 là bầu cử. Vì như thế này, thứ nhất là báo chí, nhất là những cái gọi là hãng thông tấn truyền thông của Mỹ như CNN, báo Washington Post, New York, họ chống lại ông Trump vì ông Trump đã kích họ kích liệt. Vì họ đã sai cái gì? Đầu tiên họ sai là họ ủng hộ bà Clinton, và họ đã sai là cái chuyện là tất cả đều tiên đoán là bà Clinton sẽ thắng, mà thắng lớn. Đến khi họ thua thì ông Trump mới quật lại, thì cái đó là cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà mình phải nói là quan trọng nhất là người dân Mỹ nghĩ gì và doanh nghiệp Mỹ nghĩ gì. Và gần đây nhất là Tổng thống vừa mới quyết định nói thẳng ra là tất cả các doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc phải nghĩ đến cái chuyện phải trở về Mỹ. Có gì sai đâu, không có gì sai hết. Từ trước đến nay các doanh nghiệp Mỹ đi tìm cái nguồn lợi, bỏ quên cái trách nhiệm với quốc gia, bỏ quên cái trách nhiệm với quyền lợi của nước Mỹ. Nước Mỹ, quyền lợi nước Mỹ vẫn là trên hết. Ông không phải vì tiền lợi của ông bỏ ông đi sang Trung Quốc hay đi sang các nước khác nữa. Nên khi Tổng thống Trump đưa ra một câu mình gọi là rất là rõ ràng là họ phải tính đến cái chuyện, còn không thì sẽ có vấn đề. Thì gần đây tôi vừa mới đi đến một cái nhà hàng ở Việt Nam, tôi thấy có một cái flyer quảng cáo về đại nhạc hội. Chúng ta sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump là 2020. Thì đây là một cái hoạt động của người Việt Nam ở cái vùng Santa Ana, đây là khu ngay Little Sài Gòn đây. Mà họ nói rất là rõ ràng, đại nhạc hội để ghi nhận những cái thành quả tốt đẹp trên mọi khía cạnh cho người dân mà Tổng thống Trump đã làm. Và họ nói rằng là người Mỹ, Việt Nam, người Mỹ gốc Việt nên bỏ phiếu, nên tiếp tục ủng hộ. Và họ mở một cái tiệc, một cái chương trình ca nhạc mà vào cửa miễn phí, có thức ăn nhẹ, có giải khát, rồi còn tặng áo mũ. Tôi nghĩ rằng là một cái sự kiện rất là đáng trân trọng theo nghĩa. Đó cũng là một cái biến chuyển về sau này. Cái thời gian mà tranh cử tổng thống thì ở vùng Little Sài Gòn này, chúng tôi ghi nhận là nó cũng giống như là các cơ quan truyền thông chính nguồn thời điểm đó, là ít có ai dự đoán là tổng thống Trump sẽ thắng. Và cái xu hướng chống ứng cử viên Donald Trump cũng khá nặng nề thời gian đó, và bây giờ nó cũng đã giảm đi nhiều. Tôi chỉ có một vấn đề trong cái này thôi, là từ cái ngày mà ông ấy thắng cử đến cái ngày hôm nay, ông già thì rất là nhiều. Tất cả các tổng thống Mỹ khi mà thắng cử 2 năm sau già thì rất là nhiều. Thì chúng ta mới thấy là cái trách nhiệm làm tổng thống không phải dễ dàng. So với cái hình mà ông mới lên làm tổng thống mà so với hôm nay thì nó khác nhau, nó phải 10 năm. Tức là trong 2 năm làm tổng thống mình đã già đi 10 năm như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là Tổng thống Trump không có cái lý do gì mà không gọi là được tiếp tục cái nhiệm kỳ thứ 2, 4 năm nữa. Trở lại cái tình hình ở Việt Nam thì nhiều người nhận định đây là cái cơ hội, tình hình này khi Mỹ tỏ rõ như vậy đối với Việt Nam, đối với Biển Đông, đối với lại Trung Quốc như vậy đó, đây là cơ hội có thể nói là có 102 để Việt Nam thoát chung. Khi mà nói tới chuyện thoát chung, đây là thời điểm. Chúng ta có nhiều cái khái niệm hay là có nhiều cuộc nói chuyện về thoát chung. Thoát chung theo hai nghĩa, thứ nhất là thoát cái ảnh hưởng về chính trị hay là cái tính áp bức áp đặt về chính trị. Thứ hai là cái vấn đề thống trị áp đặt về kinh tế. Cả hai cái điều đó. Cả hai điều đó.
Thì bây giờ như thế này, nếu mà chúng ta có một ông Tổng thống Mỹ là ông Trump đó, ông ấy nói thẳng, nói thật và đã đáp ứng được tất cả những cái tiêu chí khi ông đặt ra là ông ấy đánh thẳng vào Trung Quốc là đối thủ về kinh tế, đòi lại cái quyền của cho nước Mỹ, đòi lại vấn đề kinh tế rồi Biển Đông, thì chúng ta không có cái gì mà chúng ta không gọi là được lợi. Tại vì chúng ta được lợi, thứ nhất là Biển Đông phải là một phần ao nhà của chúng ta. Không thể tự nhiên có một người nào đó đến nhà mình, đến ao của mình bảo đây là của tôi được. Nhưng mà chúng ta thấp cổ bé miệng sao nghĩa đó. Nhưng mà dựa vào những cái hoạt động này, chúng ta cũng có thể tiếp tục được. Thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mà sắp sang Mỹ, tôi nghĩ rằng cũng nằm trong cái gọi là cái chiến lược đó, là chúng ta muốn nói với thế giới và nói thẳng với Hoa Kỳ, chúng tôi trân trọng cái chuyện gọi là các quý vị bảo vệ quyền lợi của thế giới, trong đó có quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ cái đường hàng hải của Biển Đông để cho thế giới có thể gọi là tự do hàng hải, trong đó có cái quyền lợi của Việt Nam. Chứ họ, mình không thể cảm ơn họ là họ bảo vệ quyền lợi của Việt Nam được. Mỹ không đi bảo vệ quyền lợi của bất cứ nước nào nếu cái nước đó không làm lợi cho nước Mỹ. Đúng không? Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là bây giờ, khi mà tất cả các công ty Mỹ nó chạy ra khỏi Trung Quốc hay là bị gọi là chiến tranh thương mại, thì Việt Nam chắc chắn là sẽ là cái nước được lợi nhiều nhất. Vì Việt Nam là, thứ nhất là chúng ta không phải là chúng ta thân Mỹ lắm, cũng không thân Trung Quốc, nhưng mà chúng ta là một cái nước rất là ổn định về vấn đề xã hội, vấn đề chính trị. Thứ hai là người Việt Nam rất là, mình gọi là cần cù, nhẫn nại và khéo tay. Và chúng ta đã làm rất là nhiều những cái hoạt động cho các nước ngoài. Thí dụ trong bao nhiêu năm, 20 năm gia công, thì chúng ta bắt đầu nói là make in Việt Nam, là làm tại Việt Nam đi, mời các ông vào đi. Đầu tiên thì bây giờ chúng ta thấy Samsung là một cái thí dụ điển hình. Tất cả những điện thoại mà chúng ta dùng là đa số làm tại Việt Nam, ở Bắc Ninh, ở Bắc Giang. Rồi gần đây Google cũng đã bắt đầu di chuyển, Microsoft, tất cả các công ty là đều muốn vào Việt Nam. Thì tôi nghĩ là đây là cái dịp để chúng ta thoát chung về vấn đề kinh tế. Theo cái nghĩa đó là chúng ta mời gọi các nhà đầu tư vào và chúng ta tìm cách để chúng ta bán hàng với Mỹ, chúng ta bán hàng với các nước. Mà và chúng ta thay dần một cái gọi là cách nào đó, thay dần cái công xưởng của Trung Quốc. Chúng ta không có lý do không gì trở thành một gọi là công xưởng của thế giới được. Chúng ta có người Việt Nam thông minh, rồi cơ sở hạ tầng tốt, cảng biển tốt, sân bay tốt. Rồi chúng ta cũng có là một cái nước rất là ham công nghệ và sức trẻ cũng có. Thì tôi hy vọng là trong vòng từ 2-3 năm nữa là doanh nghiệp Việt Nam phải bắt đầu nắm lấy cái cơ hội và bắt đầu phát triển và thay dần một số những cái hạng mục mà các công ty Mỹ, chỉ nói Mỹ không đó, đã làm việc ở Trung Quốc. Nói về cái chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ, có thể sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây. Mặc dù là ông đã có lời mời từ Tổng thống Hoa Kỳ khi ông Tổng thống qua Việt Nam lần trước, nhưng mà cho tới nay vẫn chưa xác định rõ ràng là sẽ có chuyến đi đó vào tháng 10, mặc dù được nói tới rất nhiều và cũng chưa xác định được rằng là cái nghị trình sẽ là những gì. Nhưng mà theo giáo sư thì một khi ông Nguyễn Phú Trọng nếu có chuyến sang thăm kỳ này đó thì sẽ có những cái thông điệp nào, sẽ có những cái ký kết nào, sẽ có những cái ý nghĩa như thế nào từ cái chuyến đi này, một cách gọi là tiên đoán cụ thể hơn, thưa giáo sư? Chúng ta thấy là Tổng thống Trump đến Việt Nam hai lần, một lần vào cái hội nghị APEC ở Đà Nẵng, một lần đến Hà Nội với ký với Bắc Triều Tiên Kim Jong. Khi mà chọn Việt Nam để làm cái cuộc đàm phán giữa hai nước Bắc Triều Tiên và Mỹ đó, mà chọn Việt Nam thì chúng ta thấy cái địa vị của Việt Nam rất là tốt. Lần trước thì họ họp ở Singapore, lần này thì ở Việt Nam, có nghĩa là chúng ta gọi là một cách nào đó ngang bằng với Singapore trên thị trường uy tín thế giới. Tại sao không chọn các nước khác? Có nhiều nước, thí dụ như chúng ta Malaysia cũng là nước tốt, đúng không? Hay là Philippines hay Nhật Bản, hay là một cái nước nào đó mà chọn Việt Nam thì Việt Nam có cái vị thế, gọi là chúng ta gọi là giữ được cái gọi là sự quân bình trong vấn đề cái. Còn chuyện mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ đó, ký kết gì thì mình không biết được họ đó. Nhưng mà tôi nghĩ cái ý nghĩa đằng sau rất là quan trọng, là chúng ta muốn thế giới biết rằng là chúng ta có một cái chỗ dựa. Chúng ta dựa vào Trung Quốc một thời gian có, chúng ta bị ảnh hưởng của Trung Quốc có. Vì chúng ta phải nói rằng là Trung Quốc không thể để cho Việt Nam mà có thể tự do gọi là làm những cái gì mà Việt Nam muốn. Tại vì một cách nào đó là
tình báo Hoa Nam của Trung Quốc nó ở Việt Nam rất là nhiều. Tất cả những hoạt động của lãnh đạo Việt Nam hay các tổ chức chắc chắn họ phải biết hết, đúng không? Nhưng mà khi mà quyết định sang Mỹ, chúng ta có một cái biểu tượng, chúng ta cho Trung Quốc cũng như thế giới biết là chúng ta không, là chúng ta muốn quân bình các thế lực. Quân bình các thế lực không nghĩa là chúng ta đi Mỹ là chúng ta theo Mỹ, mà cũng không phải là chúng ta không làm gì là chúng ta chịu cái sự áp lực của Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta tìm cái sự quân bình đó. Quân bình đó để cho làm gì? Để Việt Nam có thể đứng được một chỗ, chúng ta có thể yên bình được. Tại vì đã hàng ngàn năm nay chúng ta trở thành, xin lỗi, một cái con bài mà con chốt mà bị đẩy qua để lại trong chiến tranh Việt Nam cũng thế, đúng không? Bây giờ Việt Nam tìm một cái chỗ đứng. Cái chỗ đứng đó là chỗ đó mình gọi là không phải là trung lập, nhưng mà tự lực, tự cường, và kinh tế chúng ta ổn định, thế mạnh của chúng ta tốt. Thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện đi thì ra phải có ký rồi, chắc chắn ký về thương mại chắc chắn sẽ nhiều, mua máy bay thêm rồi tập nó kia đó. Nhưng mà cái ý nghĩa chính trị rất là quan trọng là Việt Nam là muốn làm bạn với nước Mỹ, muốn tìm nước Mỹ là một cái chỗ dựa để tìm được cái sự gọi là ổn định chính trị, ổn định về vấn đề gọi là uy tín trong vùng. Với cái chuyến đi đó, với cái ý nghĩa như vậy đó, thì liệu nó sẽ làm phía Trung Quốc giận dữ hay không, và từ đó nó liệu nó sẽ có lo ngại là sẽ có những cái hậu quả gì hay không, thưa giáo sư? Nếu mà trong nay chúng ta nói trong vòng 10 năm vừa qua đó, trước tất cả những chuyến công du đi Mỹ từ hồi ông Thủ tướng Phan Văn Khải rồi Nguyễn Tấn Dũng rồi sang đến ông Nguyễn Phú Trọng trước đây, trước đó là đều có những cái chuyến công du đi Trung Quốc, đi Bắc Kinh. Một là chúng ta phải tìm cái sự gọi là thông cảm, quân bình, chỗ bình, hoặc là chúng ta xin ý kiến, hoặc là chúng ta tìm cái sự ủng hộ cho cái chuyện đó. Nghĩa là chúng ta phải tìm một cách nào đó để Trung Quốc bật đèn xanh cho tất cả các chuyện đó. Thì có thể lần này cũng là như thế, nhưng mà cái chuyện mà Trung Quốc chủ tịch tổng bí thư chủ tịch Nguyễn Quốc Phòng không đi Trung Quốc kỳ vừa qua mà để cho chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi, nó cũng có thể có cái ý nghĩa đó là ông Nguyễn Phú Trọng muốn giữ một cái thái độ mình cứ tạm gọi là xa xa với Trung Quốc một tí, không gần quá, để cho Mỹ không có gọi là ấn tượng là chúng ta nằm trong cái quỹ đạo của Trung Quốc. Để cho một vị quốc hội, chủ tịch quốc hội đi cũng là tốt rồi. Thì lần này chủ tịch nước đi Hoa Kỳ để tạo cho mình, cá nhân của chủ tịch nước, đồng bí thư và của Việt Nam nói chung đó, là chúng ta giữ vững được cái lập trường của chúng ta. Và một cách nào đó là hy vọng là Hoa Kỳ tiếp tục có cái sự hiện diện ở Biển Đông, có cái sự hiện diện ở Biển Đông để làm cho tình hình Biển Đông nó, xin lỗi, gọi là ôn hòa hơn, nhẹ nhàng hơn, và không có bùng nổ hay phát sinh tất cả những cái, xin lỗi, gọi là những cái hoạt động mà lấn chiếm thêm nữa. Thì tôi nghĩ là cái đó là ý nghĩa là quan trọng nhất, là Việt Nam cần cái sự ủng hộ của Mỹ để bảo đảm rằng là Biển Đông hay là phần của Việt Nam, nhất là vấn đề đặc quyền kinh tế Việt Nam, không hoàn toàn rơi vào tay Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc đã làm nhiều cái điều mà chúng ta không đồng ý, nhưng họ là nước lớn, có thể họ làm những cái điều họ muốn. Chúng ta cần cái sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Và đây là cái chuyến, tôi nghĩ là chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ, nó có cái ý nghĩa rất là quan trọng trong cái thời gian này, là để xác nhận, xác lập lại cái chủ quyền Việt Nam. Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều. Còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới địa chính trị, tới kinh tế, tới những cái vấn đề cập nhật trong Việt Nam mà chúng tôi muốn nghe sự chia sẻ của giáo sư. Nhưng có lẽ là câu chuyện hôm nay sẽ tạm chấm dứt ở đây, và chúng ta sẽ còn được nghe giáo sư chia sẻ trong thời gian tới sẽ bắt đầu rất là nhiều. Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều. Giáo sư cho một cái kết luận cho cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay, thưa giáo sư, về những cái chủ đề mà giáo sư muốn chia sẻ. Tôi nghĩ rằng là chúng ta người Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại, và nhất là khu Little Sài Gòn, quận Cam, chúng ta đều có quyền hy vọng là đất nước Việt Nam sẽ tốt hơn, sẽ mạnh mẽ hơn, kinh tế sẽ phát triển hơn, và chính trị Việt Nam vẫn tiếp tục ổn định và phát triển, để cho các nhà đầu tư nước ngoài họ tìm thấy Việt Nam là một cái đối tác tốt, rồi chúng ta có một cái nơi mà họ có thể phát triển được. Tôi hy vọng là phố Buôn Sa TV sẽ làm cái công việc là hướng dẫn các nhà đầu tư đến Việt Nam tốt hơn, và tạo một cái hình ảnh của Việt Nam là một cái nước tốt,
tốt hơn trong mắt nhà đầu tư, và nhất là người Việt Nam hải ngoại cũng như Việt Nam trong nước đều thấy rằng là Việt Nam là quê hương của chúng ta, chứ không phải là hai phe hay là chúng ta là có nhiều nhóm chúng ta chống đối. Tất cả những cái quan điểm chúng ta gọi là khác nhau cần thời gian để giải quyết, những cái sự mà xây dựng đất nước là tìm cách để cho đất nước vững mạnh và bảo vệ chủ quyền Việt Nam, đó là cái phải là cái ưu tiên hàng đầu của mọi người Việt Nam. Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều. Câu chuyện của chúng tôi với giáo sư Hà Tôn Vinh tới đây sẽ tạm chấm dứt, và xin hẹn gặp lại trong những lần tới.